đầu lên phía đây lùi lại đi. Chúng ta xoay bản đồ mình nhìn thấy mà. Sumerian tới từ Hoàng Anh. Bên kia là Per và Katha. Bên này là Sumerian và Pan. Như vậy là lợi thế hơn dành cho cặp đôi bên phía của Chim Sẻ và Hoàng Anh. Ngày hôm nay quân bên kia có rất nhiều trận quân tịt, đặc biệt là có hai trận Katha và Greg. Bên này thì quân đẹp từ xây đầu cho đến tận bây giờ. Vâng, đẹp từ đầu cho đến giờ, quá dã man. Nhưng bây giờ thì thôi, cái kiểu này kiểu gì Pan cũng ra bãi quả đôi dành cho Chim Sẻ. Cái kiểu này nó là như vậy. Quả 7 nó mới đau chứ. Tưởng là đôi. Vâng, cái kiểu mà hay dò ra quả muộn là nó hay được như thế. Pha nhốt dần tới từ game thủ Chim Sẻ đi nắng. Tưởng thế nào. Vâng. Tưởng cái nào nhưng hóa ra cũng chưa ra gì. Vâng, tên hơi đen thứ game thủ Chim Sẻ. Sang bên kia 9 dân đều thế hả rồi. Vâng, Hồng Anh báo về lại Mark Bình. Vâng, bài Mark Bình tới từ Hồng Anh, hiệu 5 về và có 4 con voi. Vâng, đối với top 1 người ta gọi đấy là bài Mark Bình. Bên kia là Persian và cây thây. Nếu một bài P không đột biến thì cũng không xoắn lắm. Chỉ sợ một bài P đột biến tới từ game thủ bên phía của Vlog, vì giống như cái bài P của ông ngoài lúc ấy thôi, cách 9-15. Lúc mà sang đến nơi thì Vlog vẫn còn đang lửa cháy bập bùng. Và ngay trận sau đó thì bị Pavilan của Chim Sẻ hãm hiếp. Bài này chén mới cho nó chất. Như vàng ở chỗ nào em? Vâng, vàng ở trên rồi. Rừng không thấy có. Cánh rừng dừa là những cái gì duy nhất mà chúng ta được nhìn thấy trong màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Và bây giờ sẽ là đưa voi về. Có thêm cánh rừng thông rồi, như vậy là ổn. Rất ổn. Cực kỳ ổn. Vâng, Sẻ chết dân. Nhưng lại tìm ra được một bãi quả phụ. Cầm Pan trận, vâng, có một trận trước đó Cầm Pan cũng chết dân rồi. Dường như là Hồng Anh sẽ nhường cho Sẻ một bãi quả phụ. Hướng lên phía trên góc 12 giờ, check ra một chút chứ không phải là sát mép. Đó chính là bãi quả phụ 5 cây. Hồng Anh sẽ chỉ ăn 4 voi và một hiêu, sau đó đào vàng và đánh chém thủ phù ra ruộng với một chiếc BS đẹp ở cánh rừng thông này. Bãi quả đầu của game thủ Hồng Anh là bãi quả 7 với một bầy hiêu 5 và 4 con voi. Hồng Anh tự tin với bài 23 dân hoặc 22 dân của mình, sau đó lên đời thủ phù ra ruộng luôn tại nhà chính, hoàn toàn hợp lý. Căn kè thực gỗ của top 1 đó là vô đối. Còn đây là màn hình máy của Chim Sẻ, nhiều khả năng bị ăn tranh bãi quả cùng với màu 7. Vâng, đây là chiếc BE của nhà màu 7, khả năng ăn tranh là cực kỳ cao rồi. Pamiran thì khó để có thể có gỗ ra đóng gờ sớm. Bảo Hồng Anh nó chỉ lạ đi thẳng ra bãi quả luôn rồi ạ, cho tiện. Vâng, ăn tranh bãi quả với màu 7 game thủ BB. BB chết, cũng chết một dân bởi hai con sư tử này. Hai con sư tử mà trước đó thì Chim Sẻ cũng đã bị chết dần. Tương đối nhỏ dành cho cả BB và cả Chim Sẻ. Vâng, đây người ta gọi là con chó sư tử. Chính xác là như vậy. Không phải con sư tử bình thường. Rẽ tay trái, rẽ tay trái, rẽ tay trái. Rồi, rẽ tay trái. Rẽ tay trái cho anh. Đấy. Trắng trắng ấy. Chính nó. Đây là BB tới từ game thủ Chim Sẻ. Mỗi người chết một dân. BB là người cầm Katharian. Trong khi đó Persian lên đời ngang Hồng Anh. Persian cũng chỉ lên đời ngang với Hồng Anh thôi. Hồng Anh đã đào vàng. Bài 23 phu tới từ game thủ Hồng Anh. Độ phu tới từ game thủ Hồng Anh.
Bây giờ thì đánh chay 2L giết Persian hay là sẽ làm gì? Không, anh quyết định ra ruộng để khung nhà. Một quyết định hoàn toàn hợp lý. Nâng cấp giáp. Và đây rồi, nông dân ăn của không thấy. Phía dưới đã kín. Bây giờ thì ông anh cần phải khung nhà. Đây là bãi quả ăn nông dân đang khai thác của game thủ về lớp. Đây là dân Sumer, xin phép luôn tất cả. Vâng, đây rồi, con giỏ 5 con nông dân Sumer, không ngán ai. Vâng, đẹp dài không ngán ai cả. Không xa đâu. Vâng, đây là dân An Hoàng. Đây là dân An Hoàng tới từ game thủ màu 6, game thủ về lớp. Một nhà P được thiết kế. Để ý nông dân. Dân Sumer đầu gấu thật. Sóc lạc đà đi em. Và để thủ tên lạc đà đầu. Không, anh quyết định công luôn. Công luôn ở khu vực này. Thích thì bán mạng với game thủ về lớp. Có cái vấn đề gì đâu. Không ngại trong tình huống này. Sóc một P ra. Và bây giờ thì xem ai là người chết nhiều dân hơn so với ai. Cung A một áo, đó chính là lựa chọn tới từ game thủ BB, chứ không phải là bài đánh lạc đà của Catharian. Cung A một áo luôn nhớ là như vậy. Cố ăn nốt con dân nữa. Rồi, tên này thậm chí Hồng Anh còn là người có lợi thế hơn. Vâng, tiếp tục sóc lạc đà và chơi ở bãi ăn hoang này. Trong khi đó đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ đi nắng. Một bài chơi cũng là một áo tới từ game thủ. Một tên chéo tới từ về lớp. Một tên chéo tới từ về lớp. Bài về của BB đã khung. Bài BB đã khung rồi. Bài BB đã khung. Nhưng khung nhà là bằng ruộng. Nhưng mà là khung nhà bằng ruộng, không phải là khung nhà bằng BE. Sửa ruộng đi. Vâng, khi mà ruộng nó nổ có khi lại đi. Vội quá bị làm sao quên mất. Cực kỳ đẳng cấp tới người cầu thủ chim sẻ nắng. Quá đẳng cấp trong tình huống vậy vừa rồi. Nhưng tình huống này thì không. Đang mải mê chinh chiến và yêu đương ở khu vực bên phía nhà BB. Vì vậy mà rất khó. Con Phù để ý. Tê công bãi vàng vì vàng là vàng ngoài. Phù đi. Phù con cung A một áo thì tuyệt vời luôn. Tiếp tục là không để ý bản đồ con dành cho game thủ chim sẻ. Và anh đã để mất thêm một ít time ở bãi gỗ cạnh với bãi vàng của mình. Sửa đi. Cứ phù thôi. Nhưng vàng bây giờ cũng đang bị thiếu rồi. Time của sẻ đang bị nhỏ xuống. Chỉ còn là 17/36. Trong khi đó Sumer liệu có khỏe hơn Persian nhiều hay không? Đây là Hồng Anh tham lai 33/64. Công chết bãi vàng tới từ người cầm Persian. Và bây giờ công tiếp vào bãi gỗ. Có hở hay không? Trời ơi. Em ơi, thủ phù nhiều vào, thủ phù nhiều vào. Nhưng bên kia có nhiều lạc đà nhá ông anh, để ý ấy, nó chém ruộng là hoảng ấy. Để ý đi, để ý đi. Còn đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ đi nắng. Bây giờ thì anh phải chạy sang bên phía nhà Hồng Anh rồi. Khi mà những con cung A một áo bắt đầu đẩy đi cùng với những con lạc đà của Persian luôn. Vâng, đi cùng nhau nó mới đều chứ. Và bị chém nhà L luôn. Một tên này liệu có lọt được vào không? Khi mà nhiều khả năng là chưa. Vâng, nhiều khả năng là chưa có. Vâng, chưa có bánh xe tới từ BB chăng. Cùng hy vọng một điều là như vậy. Đây là cung A một váy. Tách ra để ăn nông dân không. Dường như đã có bánh xe rồi dành cho game thủ trẻ BB. Công thêm cả phù vào. Lạc đà đang đi di chuyển bên phía nhà chim sẻ. Từ nhà chính của chim sẻ lên. Từ nhà chính của chim sẻ lên. Bo chắc vào Hồng Anh. Lên lạc đà khoảng 8 đến khoảng 8 con lạc đà. Rồi đây rồi, đây rồi. Được một con.
Hồng Anh đang lên những con cung G, chỉ cần có tầm xa thôi là Hồng Anh có thể ăn tươi những con cung A một áo. Lạc đà của game thủ bên lớp hoàn toàn để xử lý được bằng những con phù. Tham 42 tới từ game thủ Hồng Anh. Sẽ có một tên bị ôm bom, mặc dù đã được nhường một bãi quả, không ôm bom được người đánh cung A một áo. Có biết té thôi, Tham vẫn đang giữ là 16/36, vậy là tạm ổn rồi. Ăn bầy hiêu đi Sẻ. Ăn bầy hiêu. Còn đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Tham Lai Hồng Anh vẫn đang giữ ở 42, anh đang chờ đợi để có thể nâng cấp được công nghệ cho những con cung G của mình. Vâng, tội vâng, cung G là tầm xa 7+1. Một pha công lên. Để ý báo lạc đà cho Sẻ. À, cho Hồng Anh, để Hồng Anh phù. Cẩn thận bị sập vào nhà nhá Hồng Anh nhá. Phù em ơi, điều. Cứ khỏe lên, chẳng có ai, chẳng có ai, các kiểu khỏe hẳn lên. Đấy, biệt ngày mà. Vậy e. Không vậy được. Lạc đà của game thủ. Một tên đẩy luôn của Bibi. Được con nào thì được. Vâng, được con nào thì được. Được 3 con lạc đà trong tên này. Không biết là 3 hay là 4. Tôi chỉ nhìn thấy là được thôi. Bây giờ tiếp tục kéo cung R ra. Cung A một áo, liệu có dám trèo dốc không? Dám trèo này. Khi mà có lạc đà đảo, rất đông lạc đà đảo. Đã bị phù mất 3-4 con nhưng vẫn là rất đông. Tập trung tên này bắn vào cung A một áo và chém vào cung A một áo. Nhưng không được khi lạc đà của Persian đang áp sát vào những con cung R tới từ game thủ Hồng Anh. Khi mà nó mới chỉ có giáp 2, kéo về nhà thôi. Có một tên gì đó tới từ Sẻ không? Đây là màn hình máy của game thủ Chim Sẻ, tham lại là 19 rồi, đóng L2. Sẻ cẩn thận. Đã bị phải e nhá. Cung A đang từ trên dốc xuống, Hồng Anh hãy để ý. Nhưng tầm xa của nó là thấp hơn. Dường như là bắt tần dần tới từ game thủ Chim Sẻ. Có pha vẩy e chăng? Đúng là một pha vẩy e gọi là kinh điển tới từ cả bên lớp và cả BB để bắt tần dần đó của game thủ Chim Sẻ. Khó rồi, như vậy là một đều. Một đều trong trận thi đấu này. Một trận đánh cung A một áo rất hay của BB. Bên lớp dò lỗi một con voi. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo, một đều trong trận đấu thứ 5.